Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Trong các video trước thì Sơn cùng quý vị có tìm hiểu về một số thiết bị y tế gia đình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy trợ thính ha. Trên thị trường có rất là nhiều dòng máy trợ thính khác nhau. Thì hôm nay Sơn sẽ giới thiệu với quý vị một dòng máy trợ thính là Rionet. Vậy Rionet là ai? Thưa quý vị, Rionet là một hãng máy trợ thính lớn và chiếm lĩnh thị trường Nhật. Thì dòng máy trợ thính này đã vào Việt Nam trên 40 năm, được khá là nhiều người tin dùng và kiểm nghiệm. Thì Rionet có 3 dòng máy trợ thính cơ bản, đó là dòng máy trợ thính có dây HA20DX. Dòng máy trợ thính thì khá quen thuộc với những người lớn tuổi không quý vị? Đây là thân máy và dây đeo và một cái loa rời. Dòng máy này thì nó khá rẻ tiền và dễ cho người sử dụng, những người lớn tuổi ở nông thôn. Dòng máy trợ thính thứ hai đó là dòng máy trợ thính không dây HB23B. Đây là dòng máy trợ thính gắn trên vành tay, chúng ta hay gọi là máy trợ thính vành tay ha. Quý vị thấy không? Nó khá là gọn nhẹ, gắn trên vành tay. Và dòng máy trợ thính thứ ba đó là dòng máy trợ thính HM04. Đây là một dòng máy trợ thính khá là đặc biệt. Nó là dòng máy trợ thính siêu nhỏ, được nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Thưa quý vị, đây là dòng máy trợ thính, nó dễ dàng thay đổi cho người sử dụng. Đó là có những cái đầu nhựa thay thế, có thể là người lớn hoặc là trẻ em. Và âm thanh mình có thể chỉnh lớn nhỏ phù hợp với người dùng, không cần cài đặt. Đây là một dòng máy trợ thính khá đặc biệt và được rất là nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, nó cũng có một nhược điểm, đó là dòng máy trợ thính analog, tức là dòng máy trợ thính tương tự, nó sẽ bị hạn chế về độ khuếch đại âm thanh, nên nó chỉ dùng được cho những người mà khiếm thính nhẹ, những người bị nặng hơn thì không dùng được. Để khắc phục cái nhược điểm này thì hãng Rionet đã cho ra đời dòng máy trợ thính HM06. Vậy máy trợ thính HM06 có gì đặc biệt? Thưa quý vị, về điểm chung ha, thì máy trợ thính Rionet HM06 nó tương tự như dòng HM04 về vẻ bề ngoài nè. Nó cũng là những vòng nhựa thay thế, có thể dùng cho người lớn và trẻ em và điều chỉnh dễ dàng. Đặc biệt là bên trong nó là dòng kỹ thuật số. Vậy dòng kỹ thuật số là gì? Và vì sao nó khác với dòng analog của HM04? Thưa quý vị, dòng kỹ thuật số là một dòng máy trợ thính có độ âm thanh rất là lớn, độ khuếch đại lớn nè, lọc nhiễu âm thanh nền rất là tốt. Và đặc biệt là khi mà sắp hết pin, nó kêu tiếng bíp bíp để cảnh báo cho người dùng là thay pin. Thì quý vị phân biệt giữa cái tivi đời cũ của mình là analog và tivi đời mới kỹ thuật số, thì quý vị thấy hình ảnh của dòng analog nó sẽ bị mờ, bị nhè khi mà tín hiệu yếu và âm thanh sẽ bị khè rất là lớn. Còn dòng kỹ thuật số thì quý vị thấy âm thanh rất là trong và hình ảnh nó rất là rõ nét, không bao giờ mà nó bị mờ cả. Thì dòng kỹ thuật số nó có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng mà nó lại có khuyết điểm của một số dòng máy trợ thính thông thường, đó là cái độ chỉnh lớn nhỏ. Thì các dòng máy trợ thính mà chỉnh lớn nhỏ của mình á, của các hãng khác á, thì sẽ có nút tăng và giảm đó. Thì nó sẽ khó khăn cho những người lớn tuổi, như là nó sẽ bị trôi cái vị trí mà người sử dụng á. Để khắc phục cái khuyết điểm đó thì dòng kỹ thuật số của HM06 là vẫn là chỉnh theo núm vặn, quý vị thấy không? Tức là mình sẽ chỉnh theo chiều kim đồng hồ là tăng và giảm theo ngược chiều kim đồng hồ thì âm thanh sẽ nhỏ lại, và mình có thể biết được cái vị trí điểm đặt của mình là ở đâu. Thưa quý vị và các bạn, để mua được một cái máy trợ thính Rionet chính hãng thì quý vị hãy đến các đại lý chính thức của Rionet trên toàn quốc. Thì dòng máy trợ thính này là của hãng nhập khẩu, được dán trên tem phụ và có phiếu bảo hành chính hãng. Đi theo máy thì quý vị thấy có vỏ máy và một số phụ kiện.
Đặc điểm của cái vỏ hộp của HKM06 là khá đặc biệt. Quý vị không cần tắt máy ha. Mình để đúng vị trí, mình đóng nắp hộp lại thì máy sẽ tự động được tắt. Quý vị thấy không? Đây. Phụ kiện đi theo thì quý vị thấy là có pin thử máy và có hai vòng nhựa thay thế, vòng lớn dành cho người lớn và vòng nhỏ dành cho trẻ em, và một cái que để điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ, và đầu còn lại là chổi quét vệ sinh. Quý vị chú ý ha, khi mà đi theo thân máy là cái vòng nhựa loại trung, nếu quý vị cảm thấy tay mình nhỏ hoặc lớn hơn thì mình sẽ thay thế. Chúng ta chỉ cần lột ra và thay thế bằng cái vòng mới dễ dàng ha. Đây thưa quý vị. Rồi khi sử dụng thì chúng ta sẽ cho pin vào. Và quý vị chú ý nè, trên cái nắp nhựa thì nó có một cái lẫy mở nắp pin. Đó, chúng ta sờ thấy bên trên có một cái chấm cộm đây nè, dành cho những người mắt yếu đó, thì đó là chỗ để chúng ta bật nắp pin ra. Quý vị thấy không? Còn bên còn lại là không đúng thì chúng ta không bật ha. Rồi, micro thu vào là cái nhỏ, cái lỗ nhỏ trên đây nè. Rồi, cái loa phát ra là trên đây. Nơi chỉnh âm thanh lớn nhỏ, volume là ngay vị trí này. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ là tăng và ngược chiều kim đồng hồ là giảm ha. Đó là khoảng một vòng tròn. Rồi, còn tắt và mở máy thì sao? Thì do đây là dòng máy trợ thính siêu nhỏ nên được tích hợp công tắc bên trong của thân máy. Khi chúng ta bật nắp pin ra thì cái công tắc bên trong nó sẽ được bật, nó sẽ tắt ha. Chúng ta đẩy nắp pin lại thì bên trong nó sẽ bật. Và loại pin sử dụng là pin Zin E, tức là pin kẽm không khí đó, và hoạt động. Rồi quý vị bật nắp pin ra nè, thì quý vị chú ý là trên viên pin này nó sẽ có một cái đầu là đầu lớn và đầu nhỏ. Thì đầu lớn nó có ghi dấu cộng, tức là đầu cực dương đó. Đầu nhỏ là trừ, đầu nhỏ còn lại là trừ. Thì trên cái nắp pin họ cũng có ghi, thì trên nắp pin hãng, thì trên nắp pin hãng sản xuất cũng có ghi dấu cộng là đầu cộng. Và ở dưới phần trừ thì cái nắp pin được làm cái khuyết, một cái khuyết để chúng ta khi để pin đúng chiều thì chúng ta đẩy nắp pin được. Còn nếu chúng ta để ngược chiều thì viên pin nó sẽ cao lên, nó sẽ dày lên, chúng ta sẽ không để không lắp vào máy được ha. Quý vị thấy nè, mình để đúng chiều nè. Rồi, chúng ta đẩy nắp pin lại và máy nó kêu, tức là máy sẽ thu phát tốt. Và khi chúng ta nhét kính vào lỗ tai thì máy sẽ không còn hú nữa. Thưa quý vị, Sơn sẽ hướng dẫn quý vị lắp máy trợ thính vào tai mình ha. Quý vị thấy nè, khi chúng ta đóng nắp pin lại, rồi chúng ta lắp vào tay trái hoặc tay phải. Quý vị thấy không? Cái máy nó tì vào bên trong cái trái tay của mình nè. Cái dòng máy trợ thính siêu nhỏ này nó khá là hay, tức là khi mà chúng ta lắp vào rồi thì nó sẽ rất là chắc chắn, đặc biệt là đối với trẻ em khi mà vui đùa chạy nhảy đó, nó sẽ không bao giờ rớt ra đâu. Và cái mồ hôi của mình á, nó sẽ trên bàn tay nó chạy bên ngoài như vậy, nó sẽ không có vào được trong thân máy. Chính vì vậy á, cái dòng máy trợ thính này nó khá là bền vì nó không có bị mồ hôi. Quý vị chú ý khi mà mồ hôi chúng ta bị vào trong máy đó, bị ướt hoặc là chúng ta làm nước vô đó, vô tình đó, thì chúng ta sẽ lấy pin ra và chúng ta lau khô máy, và chúng ta sẽ để trong cái hộp hút ẩm qua một đêm thì máy sẽ được làm sạch. Quý vị không có được dùng máy sấy để sấy ha.
Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý vị vui lòng xem hướng dẫn sử dụng trên đi thao máy, hướng dẫn bằng tiếng Việt. Và quý vị có thể liên hệ cửa hàng bán để họ có thể tư vấn kỹ hơn. Khi mua máy thì quý vị chú ý ha, là quý vị mua hàng chính hãng, tức là có cái tem phụ ghi rõ là cái chất lượng âm thanh, nhà nhập khẩu và giá thành. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.